cái đầu nó hơi dài quá, có lần nữa rửa thêm không? Rửa thêm rồi. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái cách để mà phay ốp gốc cũng như là ốp cái gốc cột hoặc là ốp những cái gốc mặt tiền các bạn. Thì qua video này thì mình cũng xin chia sẻ đầy đủ hết từ đầu tới cuối cái cách chia ô cũng như là cái cách đo kích thước, xác định đúng kích thước để mà mình phay mình ốp gốc các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phay ốp gốc cái mặt tiền nha. Trước khi mà để mà lấy được số liệu phay á thì mình phải xác định một cái góc vuông. Bây giờ là mình lấy cái góc vuông coi cái góc nào nó vuông thì mình sẽ lấy theo góc đó nha. Nếu mà nó không vuông thì mình cố gắng mình chỉnh, mình cắt làm sao coi cho cái tấm alu nó vuông nha. Thì sau khi đã lấy góc vuông thì mình sẽ đo kích thước. Thì bây giờ mình thấy, bạn thấy không, sẽ là phay hai đường. Thì một cái đường giữa của mình á là 40,4, còn đường bìa là 4, còn cái đường bên kia là sẽ là 7. Thì khi mà phay mọi người chú ý là cộng vào, thì tại vì cái tấm alu á là nó dày 3 ly, thêm một cái miếng keo á thì dày 1 ly, cho nên mình sẽ là cộng 0,4 cm. thì các bạn thấy không, 4 mình sẽ cộng 0,8, là hai cái là 0,4 là 0,8, cộng cho 40,4 cộng với cái thằng 0,8 nữa cộng cho 7 thì sẽ ra cái kích thước của mình cần cắt đó. Trong đó thì 3 ly sẽ là alu, còn 1 ly sẽ là keo dán nha. Đó, mình giới thiệu, mình nói về cái vấn đề là 0,4 đó là cái gì. Thì cái góc vuông là cái góc quan trọng nhất nha. Bạn phải xác định được cái góc nào vuông rồi bắt đầu từ đó bạn mới đo ra được đúng kích thước. Miễn sao bạn xác định được chỉ cần một góc vuông thôi là bạn sẽ đo được đúng kích thước, đưa vô thì mình trừ, thì mình trừ chỉ 1 ly là được rồi. Ví dụ như đo vô tường hoặc là góc cột mình trừ 1 ly. Còn bây giờ mình đang tính cho các bạn cái thông số để mà gạch cái đường để mà mình làm dấu để mình phay á. Thì bây giờ là 7 nè. Ví dụ như cái đường bên đây là miếng cần phay là 7, mình sẽ cộng cho 0,4 cộng thêm là 4,5. Trong đó 0,4 là cái tấm alu với lại cái miếng keo. Còn 4,5 á là cái chia tim của cái máy phay á. Tim của máy phay là cái đầu gọng của nó là 9. Chia 2 ra là 4,5. Cộng, bắt đầu mình sẽ đặt tấm alu vô. Bắt đầu mình phay nha. Đặt vô cái đường đó mình phay. Đây là cái cách để mà đo kích thước để mà xác định phay nha. Bây giờ mình sẽ phay thử cho mọi người xem nha. Thì khi phay á thì mình nên để tấm alu. Tấm alu để mà mình làm cái hướng để cho mình đẩy máy phay á. Tại vì á, bạn để tấm alu thì nó bự á, nó dày, tiếp xúc nó tốt, cho nên là tấm alu nó không có chạy. Cho nên là cái đường phay mình rất là thẳng. Thì khi phay chú ý là phay qua một lần rồi. Nếu mà mọi người thấy mà những cái đường nào mà chưa có ăn hết á thì mình có thể là phay lại thêm một lần nữa. Mà khi phay nên là một người giữ một đầu á để cho tấm alu đường chạy thì phay sẽ tốt hơn nha.
Thì trước khi phay á thì mọi người chú ý là nên chỉnh phay, thì mình sẽ lấy tấm alu bỏ đi á, mình sẽ phay thử vài đường coi khi bè nó có bị gãy hoặc là nó bị quá hay không, thì mình chỉnh cái đầu mũi nhọn của máy phay á là vừa tới cái mí tôn thôi nha, mí nhôm á. Ví dụ như alu nó có hai mí nhôm, mặt trong và mặt ngoài, mình khuây qua lớp nhôm mặt trong và tới lớp nhựa, hết cái lớp nhựa đó là tới lớp nhôm ngoài. Ví dụ như nhôm ngoài là dày là 0,1 ly á, thì vẫn phải chừa lên lớp nhôm đó để mà bẻ nó không bị gãy ha. Nếu mà với lại phay phải hết lớp nhựa thì bẻ không bị gãy. Nếu mà các bạn bẻ phay mà bẻ nó bị gãy á là chứng tỏ là máy phay đang bị thiếu. Mà nếu mà phay á khi mà bẻ lại á thì thấy cái đường nó bị nhấp nhô á, nhấp nhô mà nó bị nhăn nhăn lại là chứng tỏ là các bạn đang phay bị dư nha. Miễn sao là khi bẻ lại cái đường nó suôn mượt là chứng tỏ là mình chỉnh cái phay đúng. Thì bây giờ mình sẽ phay thêm một đường nữa cho các bạn xem nha. Thì sau khi quay xong, phay xong thì mọi người nhớ là dọn dẹp cho sạch cái nền nha. Tại vì trước khi mình phay thì cái nền mình phải sạch. Nếu mà cái nền không sạch khi phay quá, ví dụ như nó cộm cái gì á là cái tấm alu nó sẽ bị nhăn, cái đường phay nó sẽ bị nhăn nha. Thì sau khi quay xong thì mình sẽ dùng cái loại keo siêu dính mà dày 1 ly các bạn. Thì mình sẽ dán để mà mình giữ cái tấm alu lại nha. Chủ yếu hai bên đường biên thì mình phải dán cho nó nhiều vô thì nó mới giữ được tấm alu lại. Đây thì bây giờ mình sẽ dùng keo alu để mình đi nha các bạn. Đi thì nên đi là chấm 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 điểm thôi thì nó sẽ tốt hơn nha. Thì sau khi dán keo xong thì mọi người sẽ ốp cái tấm alu vào nha. Thì khi ốp vào thì mình sẽ đè hai góc làm sao cho nó vừa khích lại với nhau là được. Thì keo này thì mình đè lại chừng 1-2 lần thì nó sẽ dính sát vô nha. Với lại đó, khi mà phay ốp góc này, nếu mà các bạn ốp góc vào mà có cái tấm alu khác mà chồng lên mí á thì mọi người không cần phải bắn dít nha. Còn nếu mà để trống trơn như vậy thì mà là bắt buộc mình phải bắn dít. Tại vì lâu lâu dài á thì nó có thể là nó sẽ bị bung ra, cho nên mình phải bắn dít. Còn nếu mà giáp mí giữa tấm alu này với tấm kia mà phay, ví dụ như phay gấp ốp gốc cột mà vô mí tượng á mà có tấm alu nữa thì nữa mình sẽ đi đường gon bằng silicon á, nó sẽ giữ cứng, cho nên là mình không cần phải bắn dít. Còn nếu mà nằm chơi trụi như vậy thì bắt buộc là phải bắn dít nha các bạn. Với lại ngoài mặt tiền thì có nắng á, cho nên là keo alu nó sẽ khô, sợ nó gớt xuống thôi. Thì bắt buộc là mình phải bắn dít lại mới được. Không bắn dít là vài bữa là nó sẽ bị bung. Dít thì mình bắn dít ở đây là dít tư cá, thì mình chia là tầm khoảng 5 tắc mình bắn một con là được. Dít tư cá mà loại dài tầm 1 phân tới 1 phân rưỡi các bạn.
Thì cái phía ngoài của mình nè, thì mình cũng phải bắn vít nha các bạn. Thì mình bắn chừng ví dụ như nếu mà dính tốt thì mình bắn vài con thôi. Thì phía trên đây là mặt tiền, thì mình sẽ phay để mình ốp cái cam son ở phía trên các bạn. Đây là kích thước mình đo mình vẽ rồi, chủ yếu là mình xác định góc vuông nằm chỗ nào thôi. Đây là cái tấm alu nè, mình đã phay và mình cắt xong hết. Bây giờ mình sẽ gáp vô cho các bạn xem nha. Đây thì mình đã gấp xong rồi đó các bạn. Đây. Cái này canh đường thì mình nên, ví dụ như mình khó canh quá thì mình sẽ cắt dư ra 1-2 ly nha. Bắt đầu mình đưa lên mình làm dấu, mình cắt lại thì nó sẽ chính xác hơn. Chứ các bạn cắt đủ nhiều khi đưa lên nó bị không vuông, nó sẽ bị hở nha. Thì video mình tới đây cũng xin kết thúc. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mà cập nhật những video mới nhất, cũng như là để lại bình luận phía bên dưới video để mà mình có thể trao đổi thông tin với các bạn. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Thì chúc mọi người ngày mới tốt lành.